Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của Miss My English, học tiếng Anh từ số 0 đến B1 quốc tế. Các bạn hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ video nào của Miss My English. Các bạn nhấn nút like hoặc là bình luận một điều gì đó để truyền động lực cho mình tiếp tục làm các video tiếp theo để các bạn học được không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ đến với một video tiếp theo trong phần Reading Part 3, phần đọc số 3. Hôm nay là bài số 4 rồi, đúng không ạ? Nào, các bạn cùng chờ xem là hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề gì nhé. Đúng không? Nào, bài ngày hôm nay của chúng ta là My New Hobby Gardening. Là chúng ta nói về sở thích mới của tôi là làm vườn. Bài này thì chúng ta cũng sẽ có 5 câu hỏi và chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Beth wants to express A. How designing your own garden should be hard work. Là gì ạ? Là thiết kế khu vườn riêng của bạn thì là một công việc khó khăn như thế nào? Đúng không? Một công việc vất vả, một công việc khó khăn như thế nào? B. How gardens can mean different things to different people. Là gì ạ? Là những khu vườn thì có thể có những ý nghĩa khác nhau với những người khác nhau như thế nào? C. The importance of selling flowers to make money. Là gì ạ? Là cái tầm quan trọng của việc bán hoa để kiếm tiền. Còn câu D là gì ạ? How gardeners have the best work, have the best job when it comes to profit. Là gì ạ? Những người làm vườn thì có được công việc tốt nhất khi mà họ có được lợi nhuận như thế nào? Đó, thế thì chúng ta sẽ đọc đoạn đầu tiên để các bạn chọn đáp án xem là đáp án nào, đúng không ạ? Tức là khu vườn này có ý nghĩa thế nào đấy, đúng không ạ? A. Garden is much more than just creating a beautiful environment. Là gì ạ? Một khu vườn thì không chỉ là tạo ra một môi trường đẹp. It can be a way to save or even make money. Là gì ạ? Nó có thể là một cách để tiết kiệm hoặc thậm chí là kiếm được tiền. And more than that, và hơn thế nữa, it can be a place where you can express yourself. Là gì ạ? Nó là một nơi để bạn có thể thể hiện chính bản thân mình. For me, it's a bit of all these things. Tức là gì ạ? Đối với tôi thì đó là một chút của mọi những cái thứ mà kể trên, đúng không ạ? Thế thì đối với bạn này ấy, thì là một khu vườn thì nó vừa là tạo ra một môi trường đẹp này, đấy, vừa là gì ạ, tiết kiệm và kiếm được tiền này, vừa là gì ạ, một nơi để thể hiện bản thân này, đúng không ạ? I know it may sound strange for a 13-year-old to be interested in gardening. Tức là gì ạ? Tôi biết thì nghe có vẻ lạ khi mà một cô gái 13 tuổi lại yêu thích cái việc làm vườn. But I always have been. Nhưng tôi luôn luôn yêu thích. Và gì ạ? I would love to make a career out of it. Và tôi muốn tạo dựng một sự nghiệp từ nó. Ok. Thế thì ở đoạn 1 này người ta nói gì đây? Nó chính là gì ạ? Nó chính là how gardens can mean different things to different people. Đúng không ạ? Tức là gì ạ? Là một khu vườn thì có ý nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau. Còn đối với bạn này thì là gì ạ? Nó là một chút của tất cả những thứ mà bạn ấy kể ra. Đúng không? Nó không phải là gì ạ? Họ không nói về cái việc là làm vườn thì là một việc vất vả. Đúng không? Nó cũng không nói về việc bán hoa. Đúng không ạ? Và ở đây người ta cũng không nói về gì ạ? Về cái việc là gì ạ? Tức là nó không phải chỉ mỗi là có lợi nhuận cho nên là gì ạ? Cho nên là đây là công việc tốt nhất, đúng không? Câu 11 các bạn sẽ chọn B, đúng không? Câu 12, how does Beth describe her perfect garden? Cô ấy miêu tả cái khu vườn hoàn hảo là thế nào? A là decorative là gì ạ? Là trang trí đẹp. B là colorful, nhiều màu sắc. C là simple, đơn giản. Hay là D, complicated, là phức tạp. Thì các bạn sẽ đọc xem là cái gì ạ? I have learned many things these past few years I have been reading about and doing some gardening. So here's my top advice about gardening. First, you do not need to spend a lot of money to have a beautiful garden. Bạn không cần phải tiêu nhiều tiền để có một khu vườn đẹp. Some of the gardens I think are the prettiest. Này, prettiest là bằng cái từ perfect, đúng không ạ? Là khu vườn hoàn hảo là thế nào? Are just lines of plants. Chỉ là những hàng cây. Chỉ là những hàng cây. There aren't many garden decorations and pathways. Là gì ạ? Là không có nhiều cái sự trang trí và gì ạ? Và những con đường. It's just beautiful plants loaded with fruits and vegetables. Đó chỉ là những cái cây đẹp và có gì ạ? Có hoa và gì ạ? Có rau. Thế thì chỗ này nó sẽ đồng nghĩa với lại cái gì ạ? Các bạn đồng nghĩa với lại từ nào? Decorative, colorful, simple hay là complicated? Nó chính là gì ạ? Là simple, đúng không ạ? Chỉ là những hàng cây là gì ạ? Là đẹp rồi, đúng không? Đấy, câu 12 sẽ chọn C. Câu 13, what advice the best give to future gardeners? Bạn này đưa ra lời khuyên gì cho gì ạ? Cho những người làm vườn trong tương lai? A, spend lots of money to make your garden perfect. Là gì ạ? Là phải dùng rất là nhiều tiền thì mới có thể làm cho khu vườn hoàn hảo được.
B. Use what you can find around you. Thì hãy dùng những thứ bạn có thể tìm thấy xung quanh bạn. C. Refuse to spend any money on your garden. Là từ chối tiêu bất cứ cái tiền gì vào khu vườn. Tức là gì ạ? Là không tiêu tiền vào khu vườn. D. Ask other gardeners to help you. Hãy yêu cầu những người làm vườn khác giúp bạn. Thì các bạn sẽ đọc đoạn tiếp theo xem là gì ạ? Đây, chúng ta có gì ạ? There aren't many garden decorations and pathways. It's just beautiful plants loaded with fruits and vegetables. Tiếp theo là gì ạ? We can also find many useful things for free. Bạn có thể tìm thấy rất là nhiều thứ mà hữu ích nhưng mà lại miễn phí. From pieces of old wood, là gì ạ? Là những mảnh gỗ cũ này. To old pots, là cái nồi cũ này. And pans, là gì ạ? Và những cái chảo cũ. Or you can build things for free from materials that other people have thrown away. Hoặc bạn có thể xây, hoặc có thể tạo ra những cái thứ, hoặc là xây dựng những cái thứ mà từ mà miễn phí, đúng không? For free from materials that other people have thrown away. Từ những cái chất liệu mà người khác đã ném đi, đúng không ạ? Đấy, là những chất liệu mà người khác đã ném đi. Rồi thì các bạn thấy là gì ạ? Ở đây bạn ấy bảo là hãy tận dụng những cái miếng gỗ cũ này, cái nồi, cái chảo cũ này. Rồi thì gì ạ? Từ những chất liệu mà vứt đi thì bây giờ mình tái chế đấy, đúng không ạ? Mình tái chế hoặc mình tái sử dụng, đúng không? Đó, thế thì nó sẽ tương đương với đáp án nào? A là gì ạ? Là về nhiều tiền, không phải, đúng không ạ? B, you what you can find around you. C, refuse to spend any money. Cái đấy không phải là từ chối tiêu tiền, đúng không ạ? Mà người ta khuyến khích là gì ạ? Là có thể tái chế hoặc là tái sử dụng, đúng không ạ? D là gì ạ? Là yêu cầu người khác giúp đỡ. Vậy thì câu này chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Câu này các bạn sẽ chọn B, use what you can find around you, đúng không ạ? Đấy. 14. What does Beth feel about gardening? Bạn ấy cảm thấy thế nào về việc làm vườn? A. She wants to grow everything she eats. Cô ấy muốn trồng tất cả mọi thứ mà cô ấy ăn. B. She hasn't learned from her mistakes. Cô ấy không học gì từ những cái lỗi của cô ấy. C. She needs to work harder in her garden. Cô cần phải làm việc chăm chỉ hơn. D. She has learned plenty of useful tips. Là cô đã học được rất là nhiều những cái gì ạ? Những cái tips hữu dụng, đúng không ạ? Những cái tip có ích. Ok, tức là những cái mẹo có ích ấy, đúng không? Thì các bạn sẽ xem là gì ạ? Là bạn ấy nói gì? If you just remember that planting way more than you need will take the stress away of losing some plants, you will save yourself a lot of worry too. Tức là gì ạ? Là bạn chỉ cần nhớ rằng trồng nhiều cây hơn cái số mà bạn cần ấy thì sẽ take the stress away, thì sẽ gì ạ? Thì sẽ vứt bỏ được căng thẳng của việc là gì ạ? Là mất, đúng không ạ? Là mất những cái cây. Có nghĩa là gì ạ? Là trồng nhiều hơn mức cần thiết để đến khi mà cây nó có chết đi ấy, thì mình cũng sẽ gì ạ? Mình sẽ không phải lo lắng, đúng không? You need to ask yourself which plants produce enough food. Bạn phải hỏi chính mình rằng là những cái cây nào thì gì ạ? Thì cho đủ thực phẩm, đúng không ạ? Đấy, cho đủ đồ ăn đấy để gì ạ? To make them worth growing, để gì ạ? Để làm cho chúng xứng đáng được trồng. I actually sat down and did the math on that one this spring. Nghĩa là gì ạ? Là thực tế là tôi đã ngồi xuống và tôi có tính toán về cái điều này vào mùa xuân. It amazed me what some plants were worth. Là gì ạ? Là gì ạ? Cái điều làm tôi kinh ngạc đó là gì ạ? Là những cái một số cái loại cây mà nó xứng đáng. A tomato, for example, một cái cây cà chua thì có thể tạo ra 50 đến 150 pound về gì ạ? Về giá trị của quả. Và gì ạ? Và nó chiếm, yeah, it takes a lot of space, but, tức là gì ạ? Nó chiếm khá là nhiều cái không gian, đúng không ạ? Nhưng mà, that's a lot of money coming out of a 50p seed, tức là gì ạ? Nhưng mà nó có rất là nhiều tiền đến từ những cái hạt giống mà có gì ạ? Có 50 xu ở đây, đúng không ạ? So if I had known sooner, cho nên nếu mà tôi đã biết trước đó sớm hơn thì gì ạ? Thì what each plant could save us, là gì ạ? Những cái loại cây nào có thể giúp chúng tôi tiết kiệm thì là gì ạ? I would have told my parents, thì tôi đã bảo bố mẹ tôi là gì ạ? Là lấp đầy vườn với lại những cái loại cây khác nhau. Ok. Đó, thế thì các bạn thấy là gì ạ? Câu này nó sẽ là đáp án nào? Các bạn đọc lại các đáp án ABC xem là gì ạ? Nó là đáp án nào? Là ABCD. A, she wants to grow everything she eats. Cái này không hề bảo là gì ạ? Là cái gì cần ăn là trồng hết, đúng không ạ? B, she hasn't learned from her mistakes. Là gì ạ? Cái này có nhắc gì đến mắc lỗi gì không ạ? C, she needs to work harder in her garden. Cô ấy cần làm việc chăm chỉ hơn. Cái này cũng không nhắc đến là gì ạ? Là phải làm việc thật là chăm chỉ. D, she has learned plenty of useful tips. Cô ấy đã học được rất là nhiều những cái mẹo hữu ích. Thì câu 14 này các bạn sẽ chọn đáp án
đây đúng không ạ? She has learned plenty of useful tips. Tức là gì ạ? Là bạn ấy ngồi tính toán xem là gì ạ? Là cái loại cây nào mà nó mang lại lợi ích nhiều, đúng không ạ? Đây các bạn đọc lại nha, chúng ta có gì ạ? You need to ask yourself which plants produce enough food to make them worth growing. Tức là gì ạ? Là phải xem cái loại cây nào thì nó gì ạ? Thì nó xứng đáng được trồng, đúng không ạ? Đấy, các bạn thấy là gì ạ? Ví dụ như bạn ấy ngồi tính toán ra được rằng là cây cà chua thì gì ạ? Thì chi phí rất là ít nhưng mà lại tạo ra rất là nhiều gì ạ? Rất là nhiều quả, đúng không? Đấy, cho nên nếu mà bạn biết cái điều này thì bạn ấy đã gì ạ? Thì bạn ấy đã nói với bố mẹ rằng là lấp đầy cái khu vườn của họ với lại gì ạ? À, những cái loại cây khác nhau, đúng không? Đó, các bạn muốn sẽ chọn D, đúng không? Và cuối cùng là câu 15 này là gì ạ? What would Beth text her friend about gardening? Câu này sẽ nhắn tin cho người bạn của mình về việc làm vườn như thế nào. A. I'm so excited about my new hobby. It's not only fun, but I hope I'll make money out of it one day. Là gì ạ? Tớ rất là hứng thú với cái sở thích mới. Nó không chỉ vui mà tớ hy vọng là tớ còn kiếm được nhiều, tớ kiếm được tiền, đúng không ạ? Kiếm được tiền từ nó một ngày nào đó, đúng không ạ? B. Gardening is so hard. Việc làm vườn thì thật là vất vả. Trong này các bạn có thấy là gì ạ? Bạn có nêu là gì ạ? Làm vườn vất vả không ạ? You have to spend a lot of money and it's stressful too. Và gì ạ? Bạn phải dành rất là nhiều tiền và nó cũng gì ạ? Căng thẳng nữa. C. I'm now spending lots of time watching my parents do the gardening. Thế là gì ạ? Là tớ đang dành thời gian để xem bố mẹ tớ làm vườn và it looks great. Tức là bạn chỉ xem tôi không làm. Thì câu này là gì ạ? Là không đúng, đúng không? Bạn ấy đã làm rồi. Chắc chắn là C không đúng rồi. D. Gardening needs lots of skills and money. Thế là gì ạ? Cần rất là nhiều kỹ năng và tiền. But it's certainly worth it. I love it. Nhưng mà gì ạ? Nó xứng đáng và tớ yêu cái gì ạ? Cái việc làm vườn này. Thế các bạn sẽ đọc nốt cái đoạn cuối cùng mà chúng ta chưa đọc kỹ này. And finally, gardening doesn't have to be all or nothing. Tức là gì ạ? Cuối cùng thì làm vườn nó không phải là gì ạ? Là tất cả hoặc là gì ạ? Hoặc là không là gì. But then I guess what's more of a personality weakness than anything. Tức là gì ạ? Nhưng mà sau đó thì tôi cho rằng nó là gì ạ? Nó là cái điểm yếu về tính cách hơn tất cả mọi thứ. Tôi đã struggle là gì ạ? Tôi đã gặp khó khăn với việc là doing things a little at a time. Là gì ạ? Tôi gặp khó khăn với việc là gì ạ? Làm những cái thứ làm việc từng chút một, đúng không ạ? Ở tại một thời điểm. Một khi mà tôi đã quyết định là làm cái gì đó thì tôi thường dành tất cả mọi thời gian, đúng không ạ? Devote, này cống hiến, dành tất cả every waking hour, mọi cái thời gian mà tôi thức ấy, to it, để làm nó for a little while, trong một khoảng thời gian ngắn, and then get tired. Được rồi ạ? Và sau đó thì mệt mỏi. So it's okay to just have one tomato plant. Cho nên là gì ạ? Khi mà làm vườn ấy thì chỉ trồng một cái cây cà chua thì cũng ok, không sao cả. Hoặc là it's okay to have an off year, là gì ạ? Là dù nghỉ có một năm, dù bạn có nghỉ một năm thì cũng không sao cả. It will save you a lot of stress. Nó sẽ gì ạ? Làm cho bạn tránh khỏi rất là nhiều căng thẳng. Đó, cho bạn tránh khỏi rất là nhiều căng thẳng. Vậy thì ý của đoạn này là nói cái gì ạ? Là người ta có thể tránh được căng thẳng chứ không phải là gì ạ? Làm vườn là rất là vất vả và rất là căng thẳng, đúng không ạ? Cho nên là cái câu B này cũng sẽ không đúng này, đúng không ạ? Câu B này không đúng. Và các bạn thấy là gì ạ? Cái khu vườn hoàn hảo của bạn ấy là một khu vườn đơn giản cho nên nó không tốn tiền, tốn nhiều tiền, đúng không ạ? Nó không tốn nhiều tiền. Bạn ấy cũng tận dụng tất cả những cái thứ mà có thể tái chế hoặc tái sử dụng, đúng không? Cho nên nó không tốn tiền này. Vậy câu 15 này các bạn sẽ chọn đáp án là A, đúng không ạ? Đấy là I'm so excited about my new hobby. Thế thì cái này nó nhiều nhất là ở cái đoạn nào? Các bạn có thể xem là gì ạ? Đoạn đầu và đoạn cuối đấy, đúng không ạ? Đây chúng ta thấy là nó không chỉ là tạo ra một môi trường đẹp mà nó có thể gì ạ? A way to save or even make money, đúng không ạ? And more than that, it can be a place where you can express yourself. Đấy. Thế đây các bạn thấy là gì ạ? Bạn ý đam mê cái việc làm vườn này và would love to make a career out of it, là gì ạ? Là muốn tạo nên một sự nghiệp từ nó. Tạo sự nghiệp từ nó có nghĩa là gì? Nó chính là một công việc mà gì ạ? Giúp cho bạn có thể gì ạ? Kiếm được tiền để gì ạ? Để sống. Đấy. Cho nên là gì ạ? Các bạn đọc lại cái đáp án A này là I'm so excited about my new hobby. It's not only fun, but I hope I'll make money out of it one day. Nó là gì ạ? Là một ngày nào đó bạn ấy sẽ kiếm tiền được từ gì ạ? Cái công việc này. Thì nó chính là gì ạ? Là cái nghề nghiệp sau này, nghề nghiệp chính ấy. Là gì ạ? Là mình phải làm cái công việc đấy và mình kiếm được tiền để sống nhờ cái công việc đấy. Cho nên là 15 các bạn sẽ cho đáp án là A. Được chưa ạ? Ok. Vậy các bạn sẽ có là gì ạ? 11 là B, 12 là C, 13 là B, 14 là D và 15 là A. Được chưa? Nếu các bạn có gì thắc mắc thì các bạn hãy comment ở bên dưới để mình có thể giải đáp.
Nếu các bạn thấy video hữu ích thì các bạn hãy nhấn nút like và nhớ là đăng ký kênh, được không ạ? Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.